Chào mừng quý vị đến với Leading Vlogs USA. Quý vị ơi, nếu lần này là lần đầu tiên quý vị ghé đến thăm channel của mình thì nhớ bấm nút subscribe đăng ký màu đỏ ở dưới channel nha. Và nếu thấy bản tin này hay và hữu ích thì nhớ bấm nút like and share cho bà con mình cùng biết luôn nhé. Hôm nay mình sẽ cập nhật với quý vị về gói cứu trợ 2.000 tỷ lần 2 những tin mới từ tòa Bạch Ốc và khi nào thì sẽ có gói cứu trợ lần hai này nhé. Như quý vị đã biết thì Hạ viện đã đề xuất và thông qua dự luật trị giá 3.000 tỷ đô la cho gói cứu trợ lần hai này. Nhưng các nhà lãnh đạo đa số ở Thượng viện thì lại muốn chi chỉ có 1.000 tỷ đô la mà thôi. Và để quân bình sự khác biệt giữa Thượng viện và Hạ viện, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông muốn gói kích thích tài chính tiếp theo này phải bao gồm ít nhất là 2.000 tỷ đô la mới có thể giúp được các doanh nghiệp và công nhân Mỹ lấy lại tinh thần sau những ảnh hưởng kinh tế của đại dịch coronavirus. Theo bản tin mới nhất từ tòa báo CNET vào đăng vào ngày tháng 6 ngày 15 năm 2020 thì Nhà Trắng và các nhà lãnh đạo quốc hội có thể bắt đầu làm việc với gói kích thích tài chánh lần hai trong vài tuần tới để gửi đến cho người dân Mỹ trong cuộc họp báo tuần trước để thảo luận về tình trạng thất nghiệp tổng thống Donald Trump đã cho biết chính quyền của ông sẽ xin thêm tiền kích thích kinh tế trong khi cố vấn kinh tế Kevin Hassett nói với tạp chí tuần này rằng tỷ lệ của một gói kích thích khác sẽ là rất cao rất cao điều này chứng tỏ rằng gói cứu trợ lần hai Lần này rất có nhiều khả năng sẽ được thượng viện thông qua. Theo tờ The Wall Street Journal, hôm ngày thứ năm, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã cho biết rằng chính phủ Mỹ đang xem xét rất nghiêm túc về gói cứu trợ lần hai này cho người dân Mỹ. Như vậy thì khi nào thì thượng viện sẽ bắt đầu xem xét gói cứu trợ lần hai này? Thật ra Quốc hội chưa ấn định ngày bỏ phiếu cho gói kích thích cứu trợ lần hai này, nhưng lãnh đạo đa số thượng viện, Mitch McConnell thì nói rằng thượng viện có thể sẽ phải đợi đến cuối tháng 7 để bắt đầu làm việc với dự luật này. Thời điểm để thượng viện bắt đầu xem xét gói cứu trợ lần hai này là sẽ là sau khi nghỉ 2 tuần theo lịch trình từ 3 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Có nghĩa là Thượng viện sẽ nghỉ từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Rồi sau đó thì, sau ngày 17 tháng 7 thì Thượng viện mới bắt đầu trở lại làm việc và xem xét cái uh, dự luật về gói cứu trợ lần 2 này. Tuy nhiên mình tin tưởng rằng họ sẽ có câu trả lời trước ngày 31 tháng 7. Lý do là vì các nhà đàm phán của Thượng viện, Hạ viện cũng như Nhà Trắng mà đứng đầu là Tổng thống Donald Trump phải thảo luận và đi đến một cái quyết định trước 31 tháng 7. Bởi vì lúc đó là lúc mà các khoản trợ cấp thất nghiệp tăng thêm cho những người thất nghiệp 600 đô la mỗi tháng sẽ hết hạn. Tuy nhiên đây cũng là suy nghĩ riêng của mình thôi, thì chúng ta cứ chờ đợi cho đến tháng 7 để biết câu trả lời chính xác nha quý vị. Trước khi dự luật này được thông qua, Chúng ta không thể biết chính xác mỗi người dân sẽ nhận được bao nhiêu từ gói cứu trợ này. Và đây là những gì mà dân Mỹ sẽ nhận được nếu gói cứu trợ 3.000 tỷ đô la Mỹ này được thông qua. Theo tòa báo CBS News đăng ngày 15 tháng 6 năm 2020, vì gói cứu trợ lần 2 này lớn hơn gói cứu trợ lần thứ nhất, do đó mỗi thành viên trong gia đình sẽ nhận được là 1.200 đô la, bao gồm cả trẻ em. Trong khi gói cứu trợ lần thứ nhất thì trẻ em chỉ nhận được 500 đô la thôi. Và điều kiện để một người nhận được 1.200 đô la trong cái gói cứu trợ lần hai này thì cũng tương tự như ở gói cứu trợ lần nhất, tức là người độc thân đi làm có thu nhập trong một năm là 75.000 đô thì sẽ coi như là đạt tiêu chuẩn để nhận 1.200 đô la cứu trợ này. Còn nếu hai vợ chồng đi làm và khai thế chung thu nhập của hai vợ chồng tổng cộng là 150.000 đô la trở xuống cũng sẽ hợp lệ để nhận được 1.200 đô la cứu trợ cho mỗi người trong cái phần cứu trợ lần thứ hai này. Ví dụ như một gia đình bốn người bao gồm hai vợ chồng và hai đứa con và hai vợ chồng này đi làm có thu nhập ít hơn 150.000 đô la một năm trong lần khai thuế năm rồi thì sẽ nhận được tổng cộng là 4.800 đô la Mỹ cho 4 người trong gia đình từ gói cứu trợ lần hai này. Quý vị cũng cần lưu ý là mặc dù gói cứu trợ này đã tăng lên cho mỗi thành viên trong gia đình là 1.200 đô tính luôn trẻ em dưới 17 tuổi thay vì là trẻ em dưới 17 tuổi chỉ nhận được 500 đô như của gói cứu trợ lần thứ nhất thì tối đa một gia đình có con nhỏ cũng có thể chỉ nhận được 6.000 đô mà thôi tức là nếu có hai vợ chồng đi làm thu nhập ít hơn 150.000 đô một năm và hai vợ chồng đó có hai con thì sẽ nhận được 4.800 và có 3 con thì nhận được 6.000 đô. Bây giờ một gia đình khác, hai vợ chồng khai thế chung mà có 4 con nhỏ thì gia đình đó cũng chỉ nhận được 6.000 đô là tối đa thôi chứ không có nhận được thêm 1.200 đô nữa của đứa con thứ tư tuy nhiên những điều này vẫn là còn nằm trong dự luật vẫn đang được xem xét chứ chưa đơ đi đến được quyết định cuối cùng nào hết mặc dù là khả năng mà được chấp thuận thì rất cao lý do là vì hiện tại người dân cũng bắt đầu đã trở lại đi làm bình thường à, tuy không có nhiều nhưng mà nền kinh tế cũng từ từ đã bắt đầu hồi phục và nhà hàng cũng như tiệm nhà hàng cũng đã mở cửa rồi, tiệm nail cũng sắp sửa mở cửa. Đó thì tổng thống cũng như hạ viện và thượng viện người ta cũng cần xem thử coi nền kinh tế như thế nào, cũng như xem xét tình hình nước Mỹ trong thời gian sắp tới ra sao để quyết định cuối cùng là cái gói cứu trợ này sẽ được gửi đến người dân là bao nhiêu. nói tóm lại là cái gói cứu trợ lần hai này thì có khả năng được chấp thuận rất cao nhưng cần phải chờ đợi đến cuối tháng 7 để được à, thượng viện, hạ viện và tổng thống Trump đại diện cho Nhà Trắng bầu phiếu để quyết định là đưa đến cho người dân cái gói cứu trợ là bao nhiêu tiền và cái con số 600 đô la tiền thêm cho những người dân đang thất nghiệp cũng phải chờ đợi đến cuối tháng 7 để được quyết định là sẽ được nhận được thêm hay không và sẽ nhận được thêm bao nhiêu nha quý vị. Đó là một vài tin tức cập nhật mới nhất về gói cứu trợ lần thứ hai cho dân Mỹ ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe bản tin của mình. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ, đăng ký kênh để tiếp tục xem những video mới của mình nhé xin chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại